chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trần xanh vai động vui chưa. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị audio tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Và ngày hôm nay Tiến Dũng làm video clip để so sánh về khả năng giải mã của điện thoại trực tiếp và điện thoại thông qua cổng 3.5. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi ngay bây giờ. Như hồi nãy giờ, quý vị thấy Tiến Dũng đang cắm một jack kết nối 3.5 từ cổng phone của điện thoại di động, điện thoại thông minh, kết nối đến một âm ly để tôi đang nghe nhạc và thưởng thức âm thanh nhạc mạng. Và anh em thấy rằng ở đây chúng ta rất phiền phức khi phải kết nối với cổng 3.5, đi qua đi lại không tiện. Và đặc biệt là anh em đều biết là cái cổng 3.5 từ điện thoại di động là cái cổng để đeo tai phone, và chúng ta thường kết nối cổng 3.5 này đến cái dàn âm thanh, có thể anh em sẽ mua rất đắt tiền cái dàn âm thanh vài ba chục triệu. Tuy nhiên khi kết nối như vậy thì chúng ta nghe nhạc, hát karaoke, giải trí nhạc mạng thì nó không thể hay được. Và ngày hôm nay Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một giải pháp để khắc phục vấn đề này. Đó là thiết bị iFi Nano One. Đây là thiết bị chuẩn Hi-Res Audio giải mã 24 bit. Giải mã này phục vụ cho giải mã điện thoại, giải mã cổng quang TV Internet và giải mã luôn cả cái máy tính của chúng ta. Ba ngõ vào chỉ trên một thiết bị. Chúng ta sẽ cùng đến với bài test so sánh với thiết bị điện thoại di động kết nối trực tiếp từ cổng 3.5 như anh em thường nghe thông thường, và kết nối bằng sóng Bluetooth thông qua giải mã 24 bit của iFi Nano One. Chúng ta sẽ cùng so sánh ngay bây giờ. Tôi sẽ kết nối cái jack 3.5 này vào điện thoại để anh em nghe trước, rồi sau đó sẽ bật cái giải mã iFi lên để chúng ta so sánh trực tiếp. Nhìn chiều sương vây kín cả. Ở đây anh em đang nghe được âm thanh của nhìn chiều của cái điện thoại này thông qua jack 3.5. Cả dòng. Với những âm thanh như vậy chúng ta nghe khá ổn ở mức giá bình dân. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc mạng thông qua jack 3.5, sau đó Tiến Dũng sẽ chuyển sang giải mã Bluetooth 24 bit. Ở đây anh em thấy âm thanh khá ổn. Nếu như chúng ta nghe giải trí thông thường, không có đòi hỏi quá cao thì cũng không có vấn đề gì. Nhà làng bên kia sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng xen hồng. Và bây giờ tôi sẽ kết nối với khả năng giải mã 24 bit của hộp giải mã iFi Nano One. Đây là một thiết bị chuẩn Hi-Res Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe lại một đoạn nhạc. Nhà tôi bên này sông, gần trường học. Đây là âm thanh được kết nối thông qua cổng 3.5. Và bây giờ tôi sẽ rút cái dây 3.5 này ra và sẽ kết nối thông qua khả năng giải mã của iFi Nano One. Một ngày kia làng tôi đang sống người yên, dặn tràn qua sông khói lửa mù khơi. Đây là âm thanh từ chiếc điện thoại này, tôi vừa bấm tạm dừng. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường tình. Và dĩ nhiên chúng ta có thể đi qua đi lại rất thoải mái. Hỡi nhớ người mình. Chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần.
lần nữa. Tượng hoa sen lúc kết nối cổng 3.5 vào, sau đó chuyển nhiều sang. Đây là âm thanh mà anh em nghe được từ giắc 3.5 điện thoại di động. Từ ngày xa dòng sông, ở đây tín hiệu nhỏ, biên độ yếu và đặc biệt là cái nhạc tính của nó không sinh động và nhạc không rõ nét. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón áo trần sân. Rồi sẽ rút cái giác hồn này ra và chúng ta nghe lại với alpha một lần nữa. Qua dòng áo vắng sen tàn mua. Đây là thanh của giải mã alpha nhà thông quan. Điện thoại đang hoạt động. Bấm tạm dừng và bấm lên. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn. Ta có thể hoàn toàn đi qua đi đoạn. Nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Như vậy quý vị đã thấy được rằng cái khả năng giải mã của giải mã alpha nano one, giải mã trực tiếp thông qua sóng bluetooth của điện thoại di động. Đây là giải mã 24 bit nên cho âm thanh rất rõ nét, độ chi tiết cao và đặc biệt cái biên độ của tín hiệu nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng ta kết nối trực tiếp từ jack tai phone, tức là jack 3.5. Và thông thường thì anh em thường kết nối jack 3.5 này với TV internet để nghe nhạc và hát karaoke nhạc mạng, kết nối với máy tính để nghe nhạc từ máy tính và kết nối với cổng 3.5 của điện thoại để nghe nhạc từ điện thoại. Đây là những cách đơn giản mà chúng ta có thể nghe được nhạc thông thường. Tuy nhiên nếu như chúng ta đầu tư một cái thiết bị giải mã chuẩn Hi-Res Audio như iFi Nano One thì âm thanh nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Với thiết bị này, quý vị có thể sử dụng để nghe nhạc mạng, hát karaoke nhạc mạng, giải trí nhạc mạng từ các thiết bị như sóng bluetooth của điện thoại, cổng optical tức là cổng quang từ TV internet và cổng USB từ máy tính. Và ngày hôm nay ở đây Tín Dũng vừa về được một thùng hàng trực tiếp từ trời Tây, sẽ khui ngay ra để xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay bây giờ. Trước mắt quý vị là thùng hàng giải mã iFi Nano One, hàng của Anh Quốc. Đây là hàng chính hãng của Anh Quốc, sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Ở đây anh em thấy hàng được đóng gói trực tiếp từ bên trời Tây về, có đầy đủ các tem giấy ở đây. Cái này được ship từ Mỹ về. Cái này anh em hiểu là nó cũng giống như điện thoại iPhone thì được sản xuất tại chính hãng tại Trung Quốc với chất lượng rất tốt. Tôi sẽ khui cái thùng hàng này ra và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cái sản phẩm này. Trước mắt quý vị là thùng hàng đầu tiên của shop Tiến Dũng Audio vừa về. Đây là các giải mã iFi, thương hiệu iFi model Nano One. Đây là một giải mã chuẩn Hi-Res Audio. Ở đây chúng ta thấy có dấu đóng mộc Hi-Res Audio. Đây là một tiêu chuẩn rất cao của Nhật Bản. Và với thiết bị này thì có 3 ngõ vào, 1 là Bluetooth từ điện thoại, 2 là USB từ máy tính và 3 là từ cổng quang TV Ethernet. Nó có thể giải mã được 3 tín hiệu nêu trên. Ở đây chúng ta thấy có đầy đủ dấu hợp chuẩn CE, FE của thị trường châu Âu. Ở đây hãng đề Essenlop in China, hàng chính hãng, mới 100% nguyên siêu. Đây là những thùng hàng đầu tiên của đợt hàng này.
Tiến Dũng sẽ khui thử ra một hộp để anh em thấy được cái giải mã này. Trước mắt anh em là giải mã iFi Nano One nguyên hộp, nguyên siêu, mới 100%. Tôi sẽ khui ra để giới thiệu đến anh em ngay bây giờ. Với thiết bị này, anh em có thể sử dụng để nghe nhạc mạng, hát karaoke nhạc mạng, giải trí nhạc mạng. Và đặc biệt với khả năng giải mã 24 bit, anh em có thể nghe được đa thể loại dòng nhạc với độ chi tiết rất cao. Nguyên hộp, nguyên siêu. Chúng ta thấy giống như iPhone, khui hộp. Và đây là cái giải mã. Chúng ta sẽ xem qua phần link phụ kiện ở bên trong trước. Đây là các giấy catalo hướng dẫn sử dụng. Đây là một hộp link phụ kiện. Ở trong đây chúng ta thấy có một adapter. Adapter này chúng ta hình dung giống như một cục sạc điện thoại. Adapter này xuất ra nguồn 5V cổng USB. Và ở đây chúng ta thấy có một hộp link phụ kiện. Trong hộp này hãng có tặng theo một dây AV của iFi. Dây AV này có chiều dài khoảng 50cm. Đây là cáp USB, cáp này để kết nối với máy tính nếu như chúng ta muốn giải mã cái máy tính, và kết nối với cục sạc, cục adapter của giải mã để kết nối đến giải mã. Chúng ta có thể kết nối vào cái cổng USB ở đây. Cái này chúng ta kết nối vào nguồn điện. Và tất cả các nắp chụp hãng đã làm rất kỹ lưỡng. Ở đây anh em lưu ý là nó có một cái đầu chuyển đổi adapter, chuyển đổi từ cổng đồng trục sang chuyển đổi thành cổng quang. Và các rắc ngõ vào như sau: ngõ kết nối USB dùng để cấp nguồn hoặc dùng để giải mã máy tính, ngõ cổng quang dùng để tiếp nhận tín hiệu optical cổng quang từ TV Ethernet, và đây là hai ngõ xuất ra tín hiệu output. Ở đây hãng đề left right. Hai rắc này chúng ta truyền xuống các thiết bị như âm ly, như vang số, dùng để nghe nhạc và hát karaoke. Và đây là mặt trước. Mặt trước này chúng ta có hai công tắc. Một là công tắc filter, chúng ta có thể lọc được tiếng ồn ở chế độ nhạc digital. Hai là công tắc chuyển đổi ngõ vào. Dưới cùng là ngõ cổng quang. Chính giữa là ngõ USB từ máy tính. Và trên cùng đó là chức năng thu sóng Bluetooth từ điện thoại di động để giải mã cái điện thoại di động. Tất cả đều được giải mã 24 bit chuẩn Hi-Res Audio. Âm thanh của bộ này rất tuyệt vời. Mới 100%. Âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là của iFi Nano One. Với sản phẩm này, Tiến Dũng đang cung cấp với mức giá 5 triệu đồng một hộp, mới 100%, hàng chính hãng, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 năm. Và trong những đợt hàng đầu tiên này, Tiến Dũng sẽ tặng kèm ngay khi anh em sở hữu sản phẩm này, Tiến Dũng sẽ tặng kèm ngay một dây cáp optical. Dây này để kết nối đến TV. Dây optical này có chiều dài 1,5m, giá của nó là 150.000, sẽ được tặng theo cái giải mã iFi Nano One. Và đặc biệt trong cái chuyến hàng đầu tiên này, Tiến Dũng sẽ tặng kèm, Tiến Dũng sẽ bao ship về tận nhà 50 đơn hàng đầu tiên. Tiến Dũng sẽ tặng theo một dây cáp Joyce và bao ship phí vận chuyển. Quý vị quan tâm sản phẩm xin gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh.
Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Đây là những sản phẩm mà chuẩn Hi-Res Audio bảo hành lỗi kỹ thuật 1 năm được cung cấp bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ để nhận ngay ưu đãi tặng dây quang và bao phí vận chuyển cho 50 đơn hàng đầu tiên. Cuối cùng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.